Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Phan Kim Trang. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2021. Shop em có nhận một đơn hàng của một cô đặt 10 cây bông trang tím sen Thái. Thì bây giờ là shop em sẽ chọn 10 cây để gửi đến cô. Đây em đã chọn được 3 cây. Ba cây một cốt nha cô chú anh chị. 10 cây đều là một cốt hết. Ba cây. Cây thứ tư. 4 cây. 5 cây.